nhắm mắt khi anh đến. Tập 14. Tại sao anh không nói cho em biết? Về Tommy, anh rất hiểu mức độ nguy hiểm của hắn, nhưng anh không nắm chắc đối với hắn. Hắn vẫn luôn muốn quan sát anh, tìm ra nhược điểm của anh, nhưng lại không thể tiếp cận được anh. Nên anh cho rằng việc hắn hiểu anh nhất định có lỗ hổng, có sơ sót. Anh từng có rất nhiều trợ lý. Em vốn không phải trợ lý có thời gian làm việc lâu nhất với anh. Nên anh còn có chút hy vọng. Hy vọng rằng hắn không phát hiện ra. Phát hiện ra gì? Phát hiện em rất quan trọng. Phát hiện em là một người bạn anh rất quan tâm. Phát hiện em là một nhược điểm của anh. Bố ơi, bố có nhà không? Nếu anh thực sự may mắn như thế, nếu hắn vẫn chưa phát hiện ra em, anh có thể sắp xếp cho em rời khỏi đây một thời gian. Em cũng không cần biết đến sự tồn tại của tên bệnh hoạn biến thái này nữa. Đây là kế hoạch của anh. Nếu hắn không phát hiện ra em, thì anh tính cho em đi xa thật xa. Em rốt cuộc là bạn gái anh hay chỉ là một cái chân ngán đường? Giảng giao, cảm ơn anh thấy em rất quan trọng. Nhưng anh có biết rằng, đối với em mà nói, anh không chỉ là một ông chủ trả lương cho em, anh còn là điều này anh biết. Này, nếu hai người tâm sự xong rồi thì có thể qua đây một chút không? Tới đây. Huyền Huyền, em phải giúp chị. Không phải em rất thân với cảnh sát sao? Sao thế? Em mau xem. Sao thế? Đã xảy ra chuyện gì? Chuyện gì? Bố chị hình như có chuyện rồi. Đây là một diễn đàn tự sát. Bên trong có rất nhiều nội dung nhạy cảm, đều đã được bảo mật nghiêm ngặt. Nên sau khi tôi vào hậu đài đã phá hủy tất cả quyền hạn. Sau đó đối phương bắt đầu truy ngược lại. Anh ta muốn phá tường lửa hách máy chủ của tôi. Máy tính của anh không sao chứ? Chắc chắn không sao. Tuy kỹ thuật của diễn đàn này cũng không tệ, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với tôi. Hai người xem này. Đây là ghi chép gần đây của nạn nhân. Hai người có thể nhìn thấy anh ta luôn. Chắc với người có ID xanh lúc nửa đêm. Có thể tra được địa chỉ của xanh lúc nửa đêm này không? Có thể không? Anh quen cậu ta bao nhiêu năm nay? Hôm nay cậu ta đã hỏi anh hai lần câu có thể không? Anh chắc chắn có thể. Mau đưa bọn em địa chỉ. Thực ra cũng không đơn giản như thế. Tay xanh lúc nửa đêm này cũng là một cao thủ. IP của hắn cũng ngụy trang tầng tầng lớp lớp, rất khó theo dõi. Có điều cuối cùng tôi nhất định có thể xác định được địa chỉ của hắn. Tôi cần một chút thời gian. Ngoài nạn nhân ra, tên xanh lúc nửa đêm này gần đây còn chat với người nào khác không? Đợi một lát. Đúng vậy. Diễn đàn tự sát này chính là bãi săn của hắn. Con mồi tiếp theo hắn muốn giết chắc chắn đang ở trong này. Mấy ngày nay liên lạc với hắn thường xuyên nhất chính là ID này. Tên là Bầu Trời U Ám. Tay Bầu Trời U Ám này chỉ là một người bình thường. Muốn khóa địa chỉ IP của hắn rất đơn giản, chỉ cần vài giây là xong.
thành phố đông. Đây chính là khu nhà em. Đội trưởng Hoàng, việc rất gấp, anh hãy mau chóng sắp xếp. Alo mẹ, mẹ không sao chứ? Mẹ có thể có chuyện gì chứ? Mẹ, mẹ đừng đi đâu hết, cứ ở trong nhà nhé. Lát nữa sẽ có cảnh sát con quen đến nhà mình. Huyên Huyên đâu? Chú Tiên trong khu để lại di thư bỏ nhà đi. Huyên Huyên đi tìm người giúp rồi. Chú Tiên, di thư. Chị Tê Tê, hay là chị nghĩ xem chú Tiền có thể đi chơi chứ? Liệu chú ấy có đến những nơi có ý nghĩa gì không? Chị không biết, chị cũng không biết nữa. Chị ít quan tâm đến bố chị quá. Alo. Đúng, Huyên Huyên đang ở cùng với anh. Được, anh hiểu rồi. Sao thế? Chúng ta phải quay lại về cục cảnh sát. Mẹ và em gái của em đều đang được cảnh sát bảo vệ, sẽ không có chuyện gì đâu. Việc cấp nhất bây giờ là phải mau chóng tìm được hắn trước khi nạn nhân trở thành kẻ giết người. Cô phải tin vào phán đoán của giáo sư Bạc. Bây giờ chỉ cần thả lỏng tâm trạng, ngủ một giấc, chúng ta sắp tới nơi rồi. Cảm ơn. Cô Giảng, mẹ, có chuyện gì vậy? Anh Huân Nhiên có chuyện gì thế? Giờ vẫn chưa phải lúc giải quyết. Huyền Huyền, em ở lại cục cảnh sát với cô Giảng, cho dù có xảy ra chuyện gì cũng không được rời đi, biết chưa hả? Vâng. Đội trưởng, đây là hóa đơn thanh toán tiền quân xin cơ quan, anh xem. Ông ta tới cơ quan rồi. Tới đâu rồi? Quốc lộ Giang Đồng. Cô có thể ngủ thêm một lát. Không cần đâu. Không đúng. Không đúng chuyện gì cơ? Tên học trò Tommy này tuy điên cuồng, nhưng kế hoạch mỗi bước đều rất tỉ mỉ. Hắn đã gửi thông tin đặc biệt nhằm vào em. Hắn đang ở cùng một khu nhà với em và chọn Tiền Quân làm mục tiêu. Điều này chứng tỏ nhất định sẽ có một nạn nhân liên quan, có ý nghĩa đặc biệt đối với em. Đúng thế. Thế nên chúng ta mới căng thẳng như thế, mới báo cảnh sát mau chóng đi bảo vệ mẹ và Huyên Huyên. Nhưng mà quá thuận lợi rồi. Tính đến thời điểm này, hắn thực ra đang đi trước mặt chúng ta. Nếu như hắn đã xác định được mục tiêu là mẹ và em gái của em, thì sao lại có thể dễ dàng để cảnh sát đưa bọn họ đi chứ? Nhưng nhà em, ngoài mẹ và Huyên Huyên ra thì không còn ai khác. Lý Huân Nhiên đã về thành phố Đông rồi chứ? Đội phó, có tình hình mới. Nói đi, ông Tiền rất có khả năng phóng hỏa cơ quan nơi ông ta làm việc. Đội trưởng Hồ đang trên đường tới đó rồi. Chúng ta mau đi thôi. Cũng giống như lúc đó, giống hệt như khi bố con xảy ra chuyện, giống hệt như khi ấy. Mẹ, mẹ đừng nghĩ lung tung nữa. Chẳng phải đều không có chuyện gì sao? Khi Giao Giao vừa bắt đầu làm công việc này, trong lòng mẹ đã rất lo lắng. Nó rõ ràng có thể ngồi trong văn phòng yên ổn làm việc, rồi sau này lấy chồng sinh con. Cuộc sống đó đối với chị con chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuộc sống hiện tại mới là thứ chị ấy muốn theo đuổi. Mẹ biết, mẹ chỉ lo lắng thôi.
Không sao đâu, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Tình hình xung quanh đây thế nào? Bên đó là ký túc xá, bên này là nhà kho, bên kia là khu công xưởng. Bây giờ chắc có khoảng 5.000 người, đã sơ tán khoảng 3.000 người rồi. Cậu đã tìm hiểu tình hình chưa? Xác định rồi. Đội trưởng Hân Nhiên, cậu vừa trở về còn chưa được nghỉ ngơi, đã phải vội vàng đến vụ án đây rồi. Không sao, vụ án quan trọng hơn. Tình hình bây giờ thế nào? Đội trưởng, đây là quản đốc Kim. Xin chào. Ông ấy nói có người nhìn thấy Tiền Quân vào trong nhà kho. Nhà kho? Nhà kho nào? Chính là nhà kho này. Chính nó. Ở bên trong còn có bình khí, nếu vừa phát nổ, bên này thì còn đỡ, chứ phân xưởng thu hồi đó sẽ rất phiền phức. Ở trong đó có gần 100 người. Vậy thế này đi, chúng tôi sẽ cùng phối hợp, lập tức sơ tán công nhân, phong tỏa bao vây trong phạm vi 500 mét. Nghe rõ chưa? Được rồi, hành động. Tôi nói lại lần nữa, phong tỏa bao vây trong phạm vi 500 mét. Tất cả nghe rõ chưa? Nghe rõ thì trả lời chứ. Đội trưởng, tôi quen biết người tên Tiền Quân đó. Để tôi vào trong đi. Cậu điên rồi. Nhà kho này bất cứ lúc nào cũng có thể phát nổ. Có lẽ tôi không thể ngăn nổi ông ấy, nhưng ít ra tôi cũng có thể tranh thủ thời gian sơ tán. Anh yên tâm đi, bên trong không rộng lắm, tôi có thể tìm được ông ấy. Lý Huân Nhiên, anh ấy không nghe điện thoại, làm thế nào đây? Chú Lý nói anh ấy đã đến hiện trường rồi. Lý Huân Nhiên cũng là người thông minh, anh tin anh ta có thể tùy cơ ứng biến. Chú Tiền. Chú Tiền. Chú Tiền. Chú Tiền. Là cháu đây. Lý Quân Nhiên. Chú đừng làm như vậy. Chị Tề Tề đang ở ngoài kia. Chú hãy nghĩ đến chị ấy. Trên đường đến đây, chị ấy cứ khóc suốt. Chị ấy nói lúc bác gái mất, chị ấy biết là chú rất cô đơn, nhưng vì bận công việc gia đình, bận yêu đương, nên chị ấy ít quan tâm tới chú. Chị ấy rất hối hận. Đội trưởng, cô gọi tới. Alo. Cháu nhớ lúc còn nhỏ, chú còn thương chị ấy hơn cả bác gái. Trong lòng chú không thể không quan tâm đến chị ấy, đúng không? Giết đi, giết hết đi. Chú hãy nhìn cháu, chú hãy nhìn thẳng vào mắt cháu. Bây giờ chú nhất định phải nghe lời cháu. Bây giờ chú dừng lại vẫn còn kịp, chú vẫn có thể quay đầu. Chỉ cần chú. Huân Nhiên, Lý Huân Nhiên. Huyên Huyên. Chị Giao Giao. Ha 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 ha!
Alo, Cần Ngôn. Chúng tôi đã mất dấu vết hắn rồi. Dựa vào mối quan hệ riêng tư của hai chúng ta, tôi hy vọng cậu có thể chú ý an toàn. Được rồi, tôi tự lo liệu được. Yên tâm đi. Cậu và Giao Giao thế nào? Tôi rất tốt. Nhưng cô ấy thì không ổn lắm. Lý Huân Nhiên có khả năng đã bị tên ăn thịt người Hoa Tươi giết rồi. Vậy cậu giúp tôi chuyển lời hỏi thăm đến cô ấy. Được. Cần Ngôn, tôi biết cậu bận rộn phá án, nhưng là một người bạn trai, cậu phải dành thời gian để dỗ dành ở bên cô ấy nhiều hơn. Dỗ thế nào? Cũng phải. Nhìn người con gái mình yêu thương nhất đau khổ như vậy, dù có là một thiên tài cũng có lúc trở nên ngốc nghếch. Không thể nào. Cần Ngôn, không sao chứ? Không sao. Em có muốn ăn kẹo không? Anh là trẻ con à? Ban ngày em khóc cả lít nước mắt trên áo sơ mi của anh. Ai là trẻ con đây? Anh chưa từng khóc sao? Tất nhiên rồi. Từ khi bắt đầu có ký ức, càng bi kịch hơn là từ lúc anh còn nhỏ cho đến giờ, có rất nhiều người khóc trước mặt anh. Nửa năm đó anh đã trải qua như thế nào? Cũng không có gì đặc biệt. Tất cả đều diễn ra như kế hoạch của anh. Em muốn kể anh nghe chuyện em lúc nhỏ. Quyết định chính xác đấy. Nói hết ra rất có ích với việc làm nhẹ đi những đau khổ trong lòng. Năm đó em 7 tuổi. Khi đó bố em đang lùng bắt một kẻ sát nhân vô nhân tính. Hôm đó bố đưa em và Tiểu Huyên tới mừng sinh nhật ông nội. Mẹ em tăng ca ở xưởng nên vẫn chưa tới. Hôm đó là một ngày rất vui. Ông bà nội ở trong bếp nấu cơm. Tiểu Huyên còn nhỏ, đang nằm ngủ trong phòng. Bố thì chơi cùng em. Sau đó đám người đó tới, bố liền giấu em vào trong ngăn tủ, dùng sofa chặn lại.
Bọn họ quát nạt rất lớn. Dù em có gọi thế nào cũng vô dụng. Mãi cho đến khi em được cứu ra. Giao Giao, đừng sợ. Chúng ta đi gặp mẹ cháu được không? Ngoan, đừng khóc nào. Chúng ta cùng đi tìm mẹ. Nào Giao Giao, đừng khóc, đừng khóc nhé. Bé ngoan, đừng khóc. Giao Giao, nhắm mắt lại, nghe lời, nhắm mắt lại nào. Khoảng thời gian sau đó đều là Huân Nhiên ở cùng em, bảo em đừng khóc, phải mạnh mẽ. Sau đó tự anh ấy lại khóc thúc thích. Anh rất vui khi em chia sẻ với anh những chuyện này. Nó thể hiện tình yêu và lòng tin của em đối với anh đã đến một mức độ sâu đậm. Anh đối với em cũng vậy. Em điều chỉnh rất giỏi. Anh thấy tự hào vì em. Cả nhà kho đã bị đốt sập rồi. Trước mắt không tìm được bất cứ manh mối giá trị gì. Đã lấy ADN từ di hài của Lý Huân Nhiên đi xét nghiệm chưa? Trước mắt hiện trường đã không tìm được thân thể nào có thể được gọi là di hài. Chỉ thấy được vài mảnh bộ phận cơ thể này. Tuy rằng có thể xét nghiệm nhưng độ khó rất cao. Hơn nữa cần có thời gian rất dài mới cho kết quả. Ý của anh là anh vẫn chưa bắt đầu công tác lấy mẫu giám định ADN sao? Chúng tôi tận mắt trông thấy Lý Huân Nhiên tiến vào nhà kho. Giáo sư Bạc, anh cảm thấy có điều gì không đúng sao? Chiếc đồng hồ này tuy đã bị hư hỏng nghiêm trọng, nhưng vị trí bản lề dây đồng hồ không hề bị biến dạng. Nếu như là đeo trên cổ tay Lý Huân Nhiên, lúc nổ mạnh bị thổi bay, lẽ ra phải ở trong trạng thái bị móc chặt chứ. Liệu có phải đồng nghiệp tổ nghiệm chứng không cẩn thận mở ra? Xung quanh bản lề móc khóa đều đen như nhau, không có dấu vết sau đó mới ấn mở. Tôi dám khẳng định rằng trước khi xảy ra vụ nổ, chiếc đồng hồ này đã bị tháo khỏi cổ tay anh ta. Huân Nhiên tiến vào khuyên bảo tiền quân, làm sao lại có thời gian tháo đồng hồ của mình ra? Lập tức đi lấy mẫu, đưa đến phòng thực nghiệm Giang Châu làm hóa nghiệm ADN. Huân Nhiên, anh ấy liệu có khả năng sống không? Không. Bây giờ vẫn chưa thể trực tiếp đưa ra kết luận như vậy. Vậy tại sao anh lại yêu cầu giám định ADN? Lúc Lý Huân Nhiên bị nổ, đã tháo đồng hồ ra. Chỉ có thể chứng tỏ anh ta đã đưa ra phản ứng đầu tiên. Cũng hy vọng để lại manh mối này giúp chúng ta phát hiện điểm bất thường. Nhưng không đồng nghĩa với việc anh ta may mắn sống sót. Nhưng mà việc đó cũng có thể do hung thủ làm. Hung thủ đã tháo dây đồng hồ của Huân Nhiên ra. Hắn muốn chứng thực Huân Nhiên đã chết trong đám cháy. Hắn muốn khiến chúng ta tin rằng Huân Nhiên đã chết. Hắn càng muốn chứng minh Huân Nhiên đã chết, càng chứng tỏ Huân Nhiên cũng có khả năng còn sống, không phải sao? Em nghe anh nói, lúc đó rất nhiều người nhìn thấy Huân Nhiên đi vào nhà kho. Không cần thiết phải dùng một chiếc đồng hồ để chứng minh anh ta vẫn còn sống. Được rồi, được rồi. Bình thường anh không đưa ra suy luận lạc quan trước. Có thể vẫn còn một khả năng khác. Là gì?
Hung thủ chính xác đã đưa Huân Diên đi. Hơn nữa, hắn đã lén để lại đồng hồ. Lúc đó, hiện trường tuy hỗn loạn, nhưng hắn muốn im lặng đưa một thanh niên trẻ tuổi khỏe mạnh đi không phải chuyện dễ dàng. Cho nên, bọn chúng cần một chiếc xe. Cũng có nghĩa là, nếu xung quanh đám cháy có camera thích hợp, thì có thể chúng ta sẽ tìm được chiếc xe đó. Bây giờ anh chỉ hy vọng những chiếc camera ở hiện trường không phải dùng để trang trí. Giáo sư Bạc, đã lấy được hình ảnh camera ở nhà kho và cổng chính, chính là ở trong này. Chủ xe của nghi phạm rất có thể là SUV, không phải loại xe nhỏ. Hắn sẽ tận mắt nhìn thấy cháy nổ, nhưng sẽ không nán lại quá lâu. Cho nên, chiếc xe rời đi trong vòng 10 phút sau khi cháy là đáng nghi nhất. Tôi biết rồi, chúng tôi sẽ lập tức điều tra. Giáo sư Bạc, anh phải xem cái này. Đây là hình ảnh hiện trường gây án vừa gửi đến. Bắt đầu từ bây giờ. Bắt đầu từ bây giờ. Biến thái. Cậu đã điều tra được gì rồi? ID thần bí của diễn đàn tự sát mà nạn nhân phóng hỏa đăng nhập. Xanh lúc nửa đêm, tôi đã khóa địa chỉ của hắn rồi. Ở đâu? Cần Ngôn, tốt nhất cậu mau về đây một chuyến đi. Tôi sẽ trực tiếp nói với cậu. Tôi ở tòa nhà tổng bộ công ty Trường Vũ đợi cậu. Thế nào? Tưởng Ngộ nói sao? Ở đây không cần đích thân anh điều tra. Anh phải đi Giang Châu một chuyến. Được, vậy chúng ta đi. Sao thế? Anh nghĩ gì vậy? Anh muốn em ở lại đây cùng với mẹ và em gái, để được cảnh sát bảo vệ phải không? Em muốn đi cùng anh. Anh nói xem. Giao Giao, em tin anh. Anh có thể bảo vệ cho em. Em muốn ở cùng anh. Được. We'll be right back.
tại sao theo dõi tôi? Tôi không có. Ai cử anh tới? Tôi không biết anh đang nói gì. Anh gì ơi, xin hỏi anh có hẹn trước không? Chỗ của chúng tôi không có hẹn trước và mật mã thì anh sẽ không vào được. Bảo vệ. Không sao đâu, ra ngoài đi. Cô phái người theo dõi tôi là có mục đích gì? Xin lỗi. Tôi muốn biết Bạc Cận Ngôn đang làm gì. Nhưng cậu không chịu nói với tôi một câu nào. Bình thường tính cảnh giác của cậu ấy lại quá cao, nên tôi đành phải theo dõi anh. Tôi biết chỉ cần có vụ án lớn thì cậu ấy nhất định sẽ tìm anh trước. Tuy tường lửa trên mạng của anh không ai có thể xâm nhập được, nhưng theo dõi anh, đi tìm một vài tài liệu quan trọng, biết đâu vẫn có cơ hội. Lúc tôi đưa Cận Ngôn về nước nghỉ dưỡng, địa điểm tôi lựa chọn rất kín đáo. Tôi hỏi cô, tên cuồng giết người kia sao lại biết được địa chỉ của cậu ấy? Sao lại hỏi tôi? Trước khi cơ thể cậu ấy phục hồi lại như cũ để bắt đầu công việc, chỉ có hai người biết địa chỉ của cậu ấy. Một là tôi, người còn lại là cô. Tôi biết mình không nói gì hết. Đương nhiên chỉ còn lại cô thôi. Trả lời tôi, cô đã nói cho ai biết địa chỉ của cậu ấy? Đã điều tra qua, có một chiếc SUV màu tối rất khả nghi. Vụ nổ mới xảy ra 5 phút. Sự chú ý của mọi người đều đang hướng về nhà kho và phân xưởng. Chỉ có chiếc xe này không thèm để ý mà rời đi luôn. Điều này rất không bình thường. Có thể lấy được biển số xe không? Không rõ lắm. Đồng nghiệp bộ phận kỹ thuật đang xử lý. Thông báo với cục cảnh sát thành phố và cảnh sát tỉnh. Trong tất cả các camera trên đường giao thông quan trọng, điều tra hướng đi của chiếc xe này. Đường này không phải đến cục cảnh sát. Chúng ta tới tòa nhà Trần Vũ. Tòa nhà Trần Vũ. Tưởng Ngộ đang đợi chúng ta ở đó. Có thể cậu ấy đã điều tra ra được gì đó liên quan đến Doãn Tư Kỳ. Chị anh. Đúng. Chị anh. Sao cô có thể nói cho anh ta chứ? Tôi biết anh ta là chồng sắp cưới của cô. Nhưng mà cô có biết lúc đó hoàn cảnh của Cận Ngôn nguy hiểm như thế nào không? Y Dương cũng là quan tâm tới Cận Ngôn. Anh ấy không có ý gì khác. Tưởng Ngộ, anh hãy tin tôi. Anh đã nói với tôi, bệnh của Cận Ngôn cần phải tuyệt đối yên tĩnh, không thể chịu bất cứ sự quấy rầy nào. Nên tôi đã đặc biệt dặn dò anh ấy, anh ấy sẽ không cho ai biết đâu. Tại tôi cả. Tôi không nên nói cho cô biết. Lúc đó tôi đã quá ngây thơ, đã quá tin cô. Em muốn hỏi gì thì hỏi đi. Tuy em không biết gì, nhưng em có cảm giác hình như đó là chuyện riêng của Tưởng Ngộ. Em hay là em không hỏi thì hơn. Cảm ơn em. Cảm ơn gì cơ? Đó quả thực là chuyện của Tưởng Ngộ. Em hỏi anh cũng không có quyền trả lời. Tưởng Ngộ. Hành tung trong nửa năm nay của Lận Y Dương, hộp thư cá nhân, số điện thoại và mọi thứ liên quan đến anh ta mà cô biết, viết ra cả đi. Tưởng Ngộ, xin lỗi anh. Đều là tôi, đều là lỗi của tôi. Tôi không nên một mặt qua lại với anh, một mặt nghe theo sự sắp đặt của gia đình, đến hôn với Y Dương. Nhưng mà lúc đó anh đưa Cận Ngôn về nước chữa bệnh vốn chỉ không thể. Cô Doãn, cô đừng có hiểu lầm. Tôi điều tra Lận Y Dương thuần túy là yêu cầu của vụ án, không liên quan gì đến quá khứ trẻ con giữa cô với tôi. Tôi càng sẽ không vì cuộc hôn nhân lợi ích của cô mà nảy sinh lòng ghen tuông. Một tên biến thái giết người đang dùng cách thức tàn khốc nhất, máu me nhất đi theo dõi và làm hại bạn thân của tôi. Còn tôi nghi ngờ Lận Y Dương, chồng sắp cưới của cô, có mối quan hệ trực tiếp với người này.
Cho nên bây giờ cô đừng có suy nghĩ lung tung, tưởng rằng hai chúng ta đang đóng phim ngôn tình nữa. Hãy viết tất cả những gì cô biết ra đi. Chào anh, cho hỏi anh là... Anh gì ơi? Anh ơi, anh ơi, cho hỏi anh là... Anh gì ơi? Trần Ngôn, nói với tôi rằng đây không phải ý của cậu. Tôi biết Y Dương không giống cậu. Anh ấy phong lưu phóng đãng, chỉ biết ham chơi. Nhưng kẻ biến thái giết người. Trời ơi, cậu cho là thật sao? Điều tra thế nào rồi? Địa chỉ thật của Xanh lúc nửa đêm là ở Hồng Kông, là một ngôi biệt thự đứng tên lần Y Dương. Chúng ta đều biết vụ án biệt thự lá đỏ đó không có bằng chứng trực tiếp chứng tỏ có liên quan đến anh ta, nhưng dù sao cũng là tài khoản anh ta từng dùng. Cậu nghi là anh ta? Tôi vẫn luôn cảm thấy kỳ lạ, lúc Tommy bắt anh ta, làm sao nắm được nhiều thông tin cá nhân của cậu như vậy? Thậm chí có một số thông tin có thể tìm hiểu được thời đại học của cậu. Những chuyện này ngay cả người nhà cậu cũng không tìm hiểu. Nhưng bây giờ, tên học trò biến thái của hắn lại nắm được địa chỉ nghỉ dưỡng của cậu ở thành phố Đồng đầu tiên. Tại sao vậy? Tại vì tôi. Đều là do tôi nói ra. Vậy là có ý gì? Tôi muốn chị trả lời một vấn đề. Tên biến thái ăn thịt người hoa tươi đã từng hôn chị. Chị với lần Y Dương lại sớm chiều bên nhau. Bây giờ tôi muốn chị nhớ kỹ lại. Chồng sắp cưới của chị ngày thường có điều gì khác lạ hay không? Chị có phát hiện ra điểm chung của họ hay không? Không thể nào. Sao cô lại nghĩ như vậy được? Chị chắc chắn không có bất cứ điều gì khác thường. Không có. Tôi thừa nhận hai chúng tôi đều rất bận rộn. Tôi không nhất thiết phải tìm hiểu mọi việc của anh ấy. Nhưng cậu cũng đã nói rồi, tên biến thái ăn thịt người từng hôn tôi. Lẽ nào ngay cả nụ hôn của chồng sắp cưới tôi cũng không phân biệt được hay sao? Tư liệu cậu cần đều đã lấy được cả rồi chứ? Đi thôi, đi Hồng Kông. Cần Ngôn, lời tôi nói cậu nghe rõ chưa? Tôi là chị gái cậu. Thank you.
一生都为你，与你今生共相依。